báo Thái Lan, trận gặp đội tuyển Việt Nam không đơn thuần là trận bóng đá. Tờ Siam Sport cho rằng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan tới đây sẽ không chỉ là một trận bóng đá đơn thuần. Bên cạnh đội tuyển Nga, đội tuyển Thái Lan là đội khách mời chất lượng còn, lại tham dự giải giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 9 năm 2023, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức. Như đã đưa tin, đội bóng xứ Chùa Vàng đã đặt chân tới Hà Nội vào tối 5 tháng 9, trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam đang thi đấu giao hữu với đội tuyển Nga trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đáng tiếc, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội, nên trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Nga diễn ra vào ngày 7 tháng 9 đã bị hủy bỏ. Sau khi quyết định này được công bố, đội tuyển Nga cũng đã lên đường trở về Nga từ rạng sáng ngày 8 tháng 9. Ở chiều ngược lại, tuyển Thái Lan vẫn ở lại duy trì tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Trước thềm đội tuyển Thái Lan đại chiến đội tuyển Việt Nam, Siam Sport, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng đã đưa ra nhận định đáng chú ý về màn so tài giữa hai đội. Mở đầu, Siam Sport bày tỏ tiếc nuối khi đội tuyển Thái Lan lỡ cơ hội đối đầu Nga, đội bóng hạng 33 thế giới khi sang thi đấu tại Việt Nam. Tờ báo Thái Lan tiếp tục nói, nhưng còn một trận đấu nữa với đội tuyển Việt Nam. Thật thú vị phải không? Bởi vì bản thân chủ nhà đã thay đổi khá nhiều. Phong độ của họ khá tệ kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi vào đầu năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chaussier, đội tuyển Việt Nam đã không thể nối tiếp thành công của huấn luyện viên người Hàn Quốc và bị Thái Lan vượt mặt trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, việc chuyển sang sử dụng huấn luyện viên trưởng mới người Hàn Quốc Kim Sang-sik là nguồn gốc của việc này. Huấn luyện viên 47 tuổi này mới chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 3 trận, dù thua 2 trận gần nhất trước Iraq và Nga, nhưng chúng ta chưa thể đánh giá ông ấy được, bởi vì đây chỉ là sự khởi đầu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh. Vì thế, Siam Sport cho rằng trận gặp đội tuyển Thái Lan tới đây sẽ là một bài kiểm tra kỹ năng của huấn luyện viên Kim Sang-sik để xem chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tài năng đến mức nào. Bởi Thái Lan luôn được xem là kình địch của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Do đó, tờ báo xứ Chùa Vàng kết luận, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 tới chắc chắn sẽ không chỉ là một trận bóng đá, mà còn là một cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên trưởng của hai đội. Lý giải về điều này, Siam Sport phân tích rằng, một người vừa mới nắm quyền kiểm soát đội tuyển nhưng kỳ vọng thì cao ngất trời. Một người biết rất rõ về đội bóng, ngoài ra còn nhận được sự hỗ trợ đầy đủ nhưng công việc gần đây đang bị nghi ngờ. Những người khác nhau, những vấn đề khác nhau, những mong muốn khác nhau. Cần nói thêm, trong chuyến sang Việt Nam lần này, huấn luyện viên Masatada Ishii đã không mang theo những trụ cột như Teera Siêu-Răng-Gia, Zera, Thon Bun-Mây-Thơn hay Chanat Hip Song-Prasin. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật Bản trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ mới với mục tiêu thử nghiệm.